Ngày nay, xã hội phát triển, nhu cầu ăn uống của con người cũng thay đổi theo. Giữa thị trường thực phẩm ngày càng đa dạng và phong phú, người tiêu dùng thường đưa ra nhiều tiêu chí khác nhau khi lựa chọn những sản phẩm ưng ý cho mình. Khi đi mua các sản phẩm thực phẩm thì mình thường dựa vào tiêu chí thứ nhất là ngon này, và thứ hai là quá trình sản xuất sạch sẽ. Khi mua các thực phẩm thì tôi sẽ lựa chọn những thực phẩm có hình thức bắt mắt, màu sắc có vẻ rực rỡ một tí và chất lượng thì cũng được. Tôi thường đặt tiêu chí an toàn hàng đầu. Thực phẩm mà tôi lựa chọn thì phải ngon và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thêm nữa là sản phẩm phải đa dạng về mẫu mã để có thể sử dụng, lựa chọn được những cái sản phẩm vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng kịp thời và tốt nhất nhu cầu cũng như thị hiếu của người tiêu dùng, người sản xuất thực phẩm đã áp dụng nhiều cách để cải thiện sản phẩm của mình. Một trong những cách đó chính là sử dụng chất phụ gia trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Ngày 30 tháng 11 năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 27/2012/TT-BIT hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2013. Theo đó, bãi bỏ các quy định liên quan đến phụ gia thực phẩm, không bao gồm các chất tạo hương được phép sử dụng trong thực phẩm. Tại quy định danh mục các chất phụ gia không được phép sử dụng trong thực phẩm, ban hành kèm theo quyết định số 3742/2001 và quy định về điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, ban hành kèm theo quyết định số 928/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thông tin về việc sử dụng các chất phụ gia không được độc hại trong chế biến thực phẩm gây ra nhiều trường hợp ngộ độc sốc và mãn tính, thậm chí là tiềm tàng các nguy cơ gây ung thư đã khiến cho người tiêu dùng rất hoang mang và lo lắng. Thưa ông, trước thực trạng một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã lạm dụng các chất phụ gia trong chế biến và kinh doanh thực phẩm, thì các cơ quan chức năng đã có các biện pháp vào cuộc như thế nào? Trước cái thực trạng hiện nay về cái việc sử dụng phụ gia thực phẩm, nó cũng có rất là nhiều những cái bất cập. Thì chúng tôi, ngành y tế cũng như là các ngành có liên quan đẩy mạnh các cái biện pháp quản lý. Trước hết thì chúng tôi đề cập đến đấy là chúng tôi ban hành, các liên tục ban hành cập nhật cái quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, mà ở đây chúng tôi muốn đề cập đến đấy là thông tư số 27 của Bộ Y tế ban hành năm 2012 về hướng dẫn phụ gia sử dụng phụ gia thực phẩm. Biện pháp thứ hai chúng tôi đề cập đến đấy là biện pháp thanh kiểm tra. Và hiện nay thì như các bạn cũng đã biết đấy là toàn Bộ Chính phủ đã ban hành cái nghị định số 178 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Và trong cái nội dung cái nghị định này thì cái nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến sử dụng phụ gia thực phẩm thì đặc biệt được coi trọng và đưa ra những cái khung hình phạt rất là nặng. Giải pháp thứ ba đấy là chúng tôi tăng cường cái năng lực của hệ thống kiểm nghiệm. Vì như các bạn đã biết là để tăng cường cái hiệu lực quản lý thì cái hệ thống kỹ thuật cũng rất là quan trọng. Cái biện pháp thứ tư đấy là cái biện pháp truyền thông. Chúng tôi ngoài cái việc là đưa ra những cái quy định tăng cường về mặt giám sát quản lý cũng như là tăng cường cái năng lực kỹ thuật thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cái vấn đề liên quan đến truyền thông nhằm cho các cái nhà sản xuất cũng như là các nhà kinh doanh có thể tiếp cận được các cái quy định của pháp luật. Và biện pháp cuối cùng đấy là cái biện pháp chúng tôi với ứng dụng công nghệ thông tin trong cái lĩnh vực quản lý cũng như là tăng cái trong cái hiệu quả quản lý. Cái danh mục cũng như là các cái quy định phụ gia thực phẩm của chúng tôi thì được đăng tải rộng rãi trên trang web của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Vâng, xin được cảm ơn ông. Bên cạnh vai trò quản lý của các cơ sở chức năng thì ý thức trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm là thật sự quan trọng và cần thiết. Khi các dịp lễ Tết đang đến gần cũng là lúc thị trường bánh mứt kẹo bắt đầu sôi động. Đây là thời điểm dễ phát sinh các vấn đề lạm dụng chất phụ gia thực phẩm do tập trung đa dạng sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh từ lớn cho đến nhỏ lẻ. Để đảm bảo các sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng thì bản thân các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng cần nắm rõ các quy định về sử dụng chất phụ gia thực phẩm đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thì đối với chúng tôi thì sử dụng các loại nguyên liệu phụ gia phải đảm bảo cái quyền lợi về sức khỏe của người tiêu dùng và đặt tiêu chí người tiêu dùng lên hàng đầu. Như sản phẩm của công ty chúng tôi thì chúng tôi lấy tiêu chí là làm bánh cho người nhà ăn, và chính vì vậy mà khách hàng là một nhân tố cực kỳ quan trọng.
tất cả các nguyên liệu phụ gia của chúng tôi đều được lựa chọn rất là kỹ càng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định về hàm lượng các cái phụ gia làm sao cho nó đúng theo quy định của Bộ Y tế. Các hành vi cấm trong sử dụng phụ gia thực phẩm là: sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép sử dụng, sử dụng phụ gia thực phẩm quá giới hạn cho phép, không đúng đối tượng thực phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng. Trong sử dụng thực phẩm thì đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là người tiêu dùng. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình, mỗi người tiêu dùng cần sáng suốt trong việc chọn mua các loại thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định. Vì sức khỏe cộng đồng và của mỗi gia đình, các chuyên gia về an toàn vệ sinh thực phẩm đã có những lời khuyên cho tất cả các bà nội trợ. Hãy là những bà nội trợ thông thái, hãy lựa chọn những thực phẩm có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng cho gia đình mình.